Sau khi đưa ba môn đệ vào vườn cây dầu,
Chúa căn dặn các con hãy ở lại đây và tỉnh thức với Thầy, rồi Ngài đi vào sâu hơn để cầu nguyện. Khi trở lại thấy các ông đang ngủ, Ngài nói: thế ra các con không thể thức với Thầy được một giờ sao? Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu lần trước Thánh Thể đã không tập trung tinh thần chi trí, ngủ quên trong mớ hỗn độn cá nhân. Nếu chúng ta trách ba môn đệ nơi buồn cây dầu là vô tâm, thì hãy tự xem lại thái độ của chính mình đối với Chúa trong Thánh Thể. Xin cộng đoàn cùng đọc. Lạy Chúa, xin cho chúng con quan lại đáp lại lời Chúa mời gọi trong các Thánh Thể, để hơi niềm kính cẩn sâu xa chúng con biết chia sẻ những ưu tư của Chúa, và ngay giữa những hồn ảo của cuộc sống xô bồ này đang đi miệt mài với công việc hàng ngày, biết thương lòng chúng con về nhà chầu của Chúa. Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến cha ở thiên, chúng cha chỉ đến đi cha về nơi đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúng ta nhiều, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng đây, Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng đây, Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng nghe Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng nghe Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Tin mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng nghe Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng nghe Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Tin mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria đứng nghe Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tin mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cũng phúc lạ. Maria
còn mang tội trọng. Hãy nghĩ đến những đám ghi hình tàn nhẫn đã cậy cửa nhà chồng lấy trộm bình thánh, ném bình thánh xuống đất, vứt tung tóe bờ đồ hay giày gạc dưới chân. Xin tổ đoàn này Thank you.
về tội lập ngôn và bất kính đối với thánh thể. Quân lính đã đội cho Chúa Giêsu vòng gai và chiều thiên, đã mặc cho ngài áo đỏ và một chào kính để cười nhạo. Chúng ta hãy đi đến biết bao câu nói hay sách vở lấy bánh thánh làm đề tài trên nhiều, nghĩ đến những lời dèm pha chỉ trích của những người vô tín ngưỡng. Cũng hay nghĩ đến thái độ bất tín của chúng ta trước thánh thể, những cười cợt vô ý thức, những lần bái chào hấp tấp và phải khóc như người không có đức tin. Lạy Chúa, con biến dân cho đời con để tôn kính thánh thể, để đền bù những điều xót của con và của nhân loại. Xin cho con lòng can đảm dám làm chứng cho thánh thể trước mặt kẻ đang chế giễu, dám truyền ba linh kinh Kitô hữu và đi tiếp thánh thể cho tha nhân. Xin cho những người làm cha mẹ, những ai có trách nhiệm nêu gương dạy dỗ con em mình từ hồi niên thiếu, biết tôn kính và sống thánh thể trong đời. Mình đã chúng con ngước lên trời, chúng con nguyện trên cha cả sáng, nơi cha gì đến khi cha về, tươi đất cũng như trên trời. Xin cha nhớ công ơn của anh em được cảm ơn. Thank you.
giá thêm sức cho ta về quê trời. Tiên tri Elia sau khi mệt mỏi trên đường vắng, bỗng nghe tiếng thiên thần phán: hãy trỗi dậy mà, vì người còn phải đi đường xa hơn. Elia làm theo và nhờ lãnh lạ lùng hồi dưỡng. Lạ lùng đó hồi dưỡng, ông đi suốt 40 đêm ngày đến Horeb, núi Thánh Chúa. Tất cả mọi tín hữu tin tưởng đến với phép thánh thể đều tìm được nguồn nghị lực mãnh liệt để vượt qua mọi vất vả đau thương của cuộc đời. Đức Kitô đấng hoàn tất con đường khổ giá trong phép thánh thể sẽ giúp chúng ta đủ sức để hy sinh, đủ sức để chiến đấu và đủ sức để chiến thắng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đem gánh mọi đau khổ tận nguyện của nhân loại trên thánh giá. Chúa luôn mời gọi chúng con, ơi ai đau khổ và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Xin cho con đang đi mang thánh giá đời mình, biết tìm đến nguồn sinh lực vô song nơi thánh tinh thần, để hướng bước theo Ngài lên đỉnh đồi Cam Ghê và lên tới núi Thánh Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con được nhân cha thật sáng, nơi cha chỉ đến ý cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con ở đây thật hàng ngày và tha cho chúng con như chúng con cũng tha ngày qua đời chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam chỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đức Chúa Trời ở cùng bà và con cũng là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà luôn cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là ngày có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con cũng là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà luôn cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là ngày có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đến mừng Maria. Trời ở cùng bà và con phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Đức Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ, mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng ta là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng ta là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Thank you.
Thánh lễ là tái diễn nghi tế núi sọ. Thánh lễ là tái diễn và nối dài cuộc tử nạn của Chúa trên đồi Gan Đê. Khi linh mục đọc lời truyền phép, này là lời ta và này là mẫu ta. Chính Đức Giêsu Kitô đứng đã đổ đến dòng máu cuối cùng trên thánh giá để làm theo ước mới vĩnh cửu, trở thành lễ vật hiến dâng trên bàn thờ để chúng ta và mọi người được tha tội. Lạy Chúa, xin cho con biết tên được đời mình với lễ tế trên thập giá. Xin cho con biết kết thúc tất mọi nỗi buồn, vui sướng khổ, mọi vất vả, hoàn tình với của lễ dâng trên bàn thờ để trở nên mình mong manh Chúa. Đưa lên cha chi an, xin cho con yêu mến thánh lễ, tham dự các số sáng và mỗi khi nghe chuông báo hiệu giờ thánh lễ, tâm hồn con luôn lòng vì tình yêu, con sẽ ăn nhìn các thiên liêng trên bàn thờ để được hiến tế với Chúa Giêsu thánh thể và trong Chúa Giêsu thánh thể. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đến Cha đã sáng, nơi Cha chỉ đến khi Cha để giữa đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước tâm dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Thank you.
Chúa là ngôi lời muôn thuở đã tạo dựng đất trời. Chúa là tình yêu Chúa Cha đi vào lịch sử. Chúa là vinh quang Chúa Cha đang có hiện khắp cả trời đất. Lạy Chúa Giêsu Kitô thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa là ngôi lời nhập thể. Chúa đã xuống thai trong lòng trinh nữ Maria. Chúa đã sinh ra làm kiếp phàm nhân đau khổ. Chúa sống giữa chúng con như kẻ lữ hành. Chúa chọn thân phận khó nghèo như bạn tri âm. Chúa gần gũi tất cả đời sống chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa là tiên tri cao cả. Chúa vào đời mang theo sứ mệnh thiên sai. Chúa công bố thời hồng ân đã đến. Chúa đem lời hằng sông rao giảng nơi nơi. Chúa khai sáng tin mừng cứu độ cho trần gian. Chúa phục hồi sự sống. Chúa đem niềm vui cho người nghèo khó. Chúa đem ánh sáng cho kẻ mù lòa. Chúa chiêu tỏa tình yêu trên bao người thiệt thòi sâu xô. Lạy Chúa Giêsu Kitô thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa là đấng cứu độ. Chúa tự hiến mình làm ra cứu chủ muôn dân. Chúa chịu khổ hình để thay tội lỗi thế gian. Chúa dâng mình làm thua lễ tiên dân. Chúa phục sinh để khai sinh nhân loại mới. Chúa lên trời nhân triều thiên vinh quang bất diệt. Chúa ban thánh thần để tái tạo trời mới đất mới. Lạy Chúa Giêsu Kitô thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa là đầu nhiệm thể giáo hội. Chúa chăn dắt chúng con như một tư nhân lành. Chúa nuôi sống chúng con bằng mình máu thánh Chúa. Chúa dùng lời Chúa như lời kinh thắp sáng cuộc đời chúng con. Chúa làm trung gian giữa trời và đất. Lạy Chúa Giêsu Kitô thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa là vua vinh hiển, là đấng chiến thắng cơ thần, là đầu hết và cuối hết. Chúa hiện trì hôm nay, hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Vương quyền Chúa bao la vĩnh cửu, vương quốc Chúa đầy yêu thương an bình. Đất trời chưa đầy vinh quang Chúa, loài người chúng con trông đợi Ngài lại đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa.
chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Giêsu nghe lời chúng con. Chúa Giêsu nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ở trên trời là Đức Chúa Trời thần, thương xót chúng con. Lên Chúa con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần, thương xót chúng con. Lên Chúa Thánh thần là Đức Chúa Trời thần, thương xót chúng con. Và hội cũng là một Đức Chúa Trời, thương xót chúng con. Chúa Giêsu thương hết người thế, thương xót chúng con. Chúa Giêsu xuống thế làm người, thương xót chúng con. Chúa Giêsu 30 năm ở cùng Đức Mẹ, thương xót chúng con. Chúa Giêsu 3 năm dẫn dạy nước dù đều, sống lại thương xót chúng con. Chúa Giêsu để thành Giuđa làm môi cho quân thứ bắn thương xót chúng con. Chúa Giêsu quân du gieo ra nước mừng nam thương xót chúng con. Chúa Giêsu tướng thành Giêrusalem chảy nước mắt ra thương xót chúng con. Chúa Giêsu rửa chân cho các thầy tớ chúng con. Chúa Giêsu chuyển phép thánh để nuôi lấy linh hồn chúng con, thương xót chúng con. Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane mà nguyện cùng Đức Chúa Cha, thương xót chúng con. Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế, thương xót chúng con. Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất, quân giữ phó mình cho nó, thương xót chúng con. Chúa Giêsu cho quân thấy buộc trói mình, thương xót chúng con. Chúa Giêsu các thầy tớ bỏ trốn ra hết, thương xót chúng con. Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm trôi ba lần, thương xót chúng con. Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ăn năn khóc lóc, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu bỏ và cáo già, thương xót chúng con. Chúa Giêsu thầy cả du gieo mắng rằng đáng phải chiến, thương xót chúng con. Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn, thương xót chúng con. Chúa Giêsu vẫn giữ nộp cho quan Pilato đối xét, thương xót chúng con. Chúa Giêsu Phi-la-tô nộp cho vua Hê-rô-đê, thương xót chúng con. Chúa Giêsu Hê-rô-đê chế đặng đại đồ, thương xót chúng con. Chúa Giêsu quân du liêu ghét hơn thằng dữ là Ba-la-ba, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả ba mình, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thấu vào đầu, thương xót chúng con. Chúa Giêsu vẫn giữ vì ngạo cho xấu hổ, thương xót chúng con. Chúa Giêsu Phi-la-tô đem ra cho dân thấy mà thương, thương xót chúng con. Chúa Giêsu dân du gieo kêu xin đóng đánh và thánh giá, thương xót chúng con. Chúa Giêsu Phi-la-tô phó cho quân giữ đem đi giết, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu vác thánh giá nặng lắm, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu đóng đánh chân tay vào thánh giá, thương xót chúng con. Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ lạc của mình, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chịu gác quân lấy hết áo chia nhau, thương xót chúng con. Chúa Giêsu còn trên thánh giá chịu thiên hạ nhào cười, thương xót chúng con. Chúa Giêsu tha tội cho kẻ trộm phải đóng đành cùng, thương xót chúng con. Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan, thương xót chúng con.
Ý máu thánh cha đã chảy ra hết vì quân giữ là chúng con, mà con thấy cha thương thường ấy, chẳng có khi dùng nước mắt chảy ra ăn năn tội. Thật với tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế điều mình chịu đóng gánh chịu trên là vậy. Chúng con hằng kính lên Đức Chúa Giêsu mà kính nhằm dấu thánh ở trong lòng chúng con, lạy dấu thánh thân tả, lạy dấu thánh chân hữu, lạy dấu thánh tay tả, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cảnh hương lòng Đức Chúa Giêsu. Lạy Chúa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trai chính Đức Chúa Giêsu. Gương sáng chúng con. Lạy cha chính cửa thánh đường tình đó thánh Đức Bà Maria. Lạy cha chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bà thiên sứ Đức Bà Maria chọn đời đồng tri. Lạy cha chúng con.